Không lấy cái hộp cho nó sạch, cho nó vệ sinh đi. Không, cái con thì có cái hộp giấy bỏ vô. Lấy cái hộp, cái bọc mở, cái hộp, cái bọc trắng. Bỏ cái hộp vô cái bịch luôn. Tự nhiên cầm vậy. Tối gì mà đo làm như ai bắt anh vậy. Vậy nó không hộp vệ sinh. Xe ông nhát vô bụi. Thôi con nghe rồi. Con biết trong bị cái hộp nó to quá rồi, xách đi lòng thòng lòng thòng. Nó sạch vệ sinh. Chị Loan đi ra mời cậu Năm uống trà đào cả nhà. Mời cậu Năm còn đi mời cậu Năm dạ. Cậu Năm mời hàng xóm. Mời hàng xóm. À, một ly cậu Năm, một ly hàng xóm ha. Hàng xóm. Trong chai nguyên á. Dạ. Anh này nó cho chị vô. Thầy gọi là gì? Thầy sao nhà chị chị Loan nha. Này món gỏi theo chị làm gì? Lúc mà anh 5.000 ngoài em trong có 1.700 rồi đó. Cũng cơm chay cả nhà, trong đó có canh chua chay. Cái sáp lên cày á. Sáp. Phải cho nó cháy vô nha, nó mới cháy được. Dạ. Bà cây nhang to cháy lâu ha. Cúng gì chị? Ngoài trời à? Giống như hôm bữa thôi, kiếm cái chai nước chứ. Chai nước ngoài này nhiều. Đây là cái ly của em.
bỏ túi. Em uống trà đào chị Lương gì ngon hôm nay được không? Ừ, làm cứ sợ nó không điện lên rồi lỡ thiếu tắt á. Bởi vì lấy cái giấy này đi. Em để ngoài này nha chị. Đây mượn tạm cái ghế để cúng đất đai phù hộ chị nha. Dạ cũng nhiều ha. Dạ. Có cái ly mình mua ở Bình Dương nó nhỏ. Đúng rồi. Bình Dương nó không có loại như này. Dạ, với lại cái mũ nó đục hơn. Cái mũ nó đục hơn. Chị Loan chuẩn bị cúng đất đai. Cúng cung trời. Cúng trời hả? Cúng trời mình cúng Phật. À cúng Phật ha. Dạ. Dạ. Đem đi kiếm bật lửa nha. Đi lấy cái bật lửa đây chị, đốt bằng cái này đi được chứ. Lên đây nè. Quay hồi bực tối lại nó luôn. Nhà trái nữa. Không cho nó miếng nữa đi. Cho nó cháy đi. Sáng lạnh quá trời. Đúng rồi, sáng. Hồi sáng em đi em bị mắc mưa, em phải trú mưa trong mấy hiên nhà anh ta chị. Xong cái tình cờ cái cô đó cổ ra, giờ đó mới có 4 giờ mấy à, cổ ra cổ cho em cái áo mưa. Yeah. Cổ cho áo mưa mới chạy. Không có mưa sao đi được. Không có mưa là lên đây với em luôn á. Chứ em định là đục mưa chứ tạnh mưa em mới đi á. Lâu lắm. À. Ở nhà chị còn không chờ được đây. Ở nhà sao? Mà chờ mưa chị còn phải chờ lâu quá chị bỏ mưa vô đi. Cái em đậu xe em ra em đứng nhìn trời, nhìn đất, nhìn mưa, cái cổ ra chị thấy tội, cái cho cái áo mưa luôn. Em quên đem theo cái áo mưa. Cả nhà, chị Loan đang vái trời, vái trời với Phật ha, phù hộ độ trì cho cầu năm. Dạ. Xin chào đừng mưa cho bà con tới viếng cho nó khỏe không có cực khổ vậy. Dạ. À cô cho cô Huệ nữa hả chị? Đó. Đó. Không, hồi nãy nhưng mà nãy cho nó bao mẹ ăn đi xem. Cái bao này. Để mấy cái bao em xe ăn.